Xin kính chào quý vị. Chương trình ngày hôm nay chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật đến quý vị những tin tức thời sự nổi bật nhất đang được dư luận đặc biệt quan tâm. Mở đầu bản tin ngày hôm nay sẽ là phần điểm những thông tin chính có trong chương trình. Xin chào các bạn khán giả thân yêu của Tin Mới. Các bạn thân mến, ngày hôm nay trong khuôn khổ video này, chúng mình muốn gửi tới các bạn một thông tin hết sức vui mừng đến từ đội tuyển xe tăng Quân đội Nhân dân Việt Nam. Tại hội thao quân sự quốc tế Army Game 2022, ngày 23 tháng 8 vừa qua, Việt Nam đã xuất sắc lập kỷ lục mới ngay từ trận đầu ra quân. Để biết thêm thông tin chi tiết về thành tích này cũng như dự đoán xem đội tuyển Việt Nam liệu có giành được chiến thắng trước tuyển Trung Quốc hay không, chúng ta sẽ cùng phân tích trong video ngày hôm nay nhé. Các bạn thân mến, chiều ngày 23 tháng 8 theo giờ địa phương, tại thao trường Alabino ở vùng ngoại ô Moscow thuộc Liên bang Nga, cuộc thi xe tăng hành tiến trong khuôn khổ Army Game 2022 đã chính thức khai mạc. Kíp xe số 1 của đội tuyển xe tăng Quân đội Nhân dân Việt Nam bước vào vòng thi đấu loại ở bảng 1 cùng với các đội tuyển đến từ Venezuela, Mông Cổ và Syria. Ba thành viên kíp xe gồm trưởng xe đại úy Vũ Bá Trọng, phó thủ trung úy Lê Quang Hiệp và lái xe trung úy quân nhân chuyên nghiệp Đỗ Quốc Tuấn. Sau khoảng 40 phút tranh tài nảy lửa, lượt trận thứ hai đã kết thúc với thành tích vô cùng bất ngờ đến từ đội tuyển xe tăng Việt Nam. Ngay từ trận đầu ra quân, kíp số 1 đội tuyển xe tăng Quân đội Nhân dân Việt Nam đã mang đến cho tất cả những người xem một màn trình diễn cực kỳ mãn nhãn và đầy ấn tượng khi hoàn thành tốt các bài thi bắn cho đến các phòng chạy đua vượt chướng ngại vật. Trung úy quân nhân chuyên nghiệp Lê Quang Hiệp trong vị trí pháo thủ đã một lần nữa thực hiện tốt vai trò của mình, chứng minh được năng lực cá nhân khi bắn hạ đến 3 mục tiêu xe tăng chỉ trong 10 giây. Vị trí trưởng xe do đại úy Vũ Bá Trọng đảm nhiệm cũng xuất sắc hoàn thành bài thi bắn máy bay trực thăng. Trung úy quân nhân chuyên nghiệp Đỗ Quốc Tuấn, vị trí lái xe cũng chứng minh được cho ban chỉ huy thấy rằng kỹ năng của mình đang ngày càng tiến bộ hơn khi vượt qua tất cả các chướng ngại vật mà không hề làm đổ bất kỳ một mục tiêu nào. Sự kết hợp hoàn hảo của các thành viên đã giúp kíp số 1 hoàn thành 3 vòng chạy, bắn hạ 5 trên 5 mục tiêu với tổng số thời gian là 24 phút 58 giây so với thành tích của kíp số 1 năm ngoái 32 phút 20 giây. Bắn hạ 5 trên 5 mục tiêu có thể thấy đội tuyển xe tăng Việt Nam đã có những sự tiến bộ vô cùng vượt bậc. Thành tích đó là xứng đáng sau những nỗ lực không ngừng nghỉ của cả đội tuyển xe tăng Việt Nam. Trước khi tham gia giải, một thời gian dài đào tạo và rèn luyện tại Trung tâm Huấn luyện Quân sự Quốc gia 2 cũng cần phải nhấn mạnh rằng các chiến sĩ của chúng ta được huấn luyện bằng các xe tăng TT-76 hay TT-54. Những dòng xe vốn đã rất lỗi thời so với xe tăng T-72-B3 được sử dụng để thi đấu tại xe tăng hành tiến năm nay. Trong khi đó thì ba đội tuyển còn lại có lợi thế hơn chúng ta rất nhiều khi có xe tăng T-72 trong biên chế quân đội quốc gia. Điều này cho phép họ được huấn luyện thường xuyên trên chiếc xe tăng này, ngay như tuyển Syria. Họ thậm chí còn có nhiều năm kinh nghiệm thực chiến trên T-72B3 biến thể Nga được trang bị cho các đội tuyển thi đấu trong nội dung xe tăng hành tiến. Thế mới thấy các chiến sĩ Quân đội Nhân dân Việt Nam đã vô cùng sáng tạo và nhanh nhạy khi nắm bắt được tốt, thích nghi và nhanh chóng làm chủ vũ khí, trang bị mới một cách đầy đủ, thậm chí là sử dụng chúng vô cùng thành thạo trong một thời gian ngắn đến vậy. Mặc dù không được xếp ở vị trí đầu tiên, tuy nhiên đây cũng là một kỷ lục mới đối với đội tuyển xe tăng Việt Nam, một thành tích đáng được khen ngợi. Xếp trên Việt Nam là đội tuyển xe tăng Mông Cổ. Quốc gia này đã thể hiện mình là một đội tuyển mạnh khi xuất sắc hoàn thành phần thi chỉ với 24 phút 4 giây. Hai vị trí còn lại là Syria và Venezuela. Dù là những quốc gia được đánh giá cao, tuy nhiên họ lại không đạt được kết quả như kỳ vọng trong trận đấu đầu tiên khi liên tiếp phạm phải các lỗi không đáng có cũng như không hoàn thành tốt trong phần thi bắn của mình. Kết quả lượt trận thứ hai của bảng 1 như sau: Mông Cổ hiện đang đứng ở vị trí số 1 với thời gian là 24 phút 04 giây, bắn hạ 5 trên 5 mục tiêu, tốc độ trung bình là 70 km/h. Việt Nam ở vị trí thứ hai với thời gian 24 phút 58 giây, bắn hạ 5 trên 5 mục tiêu, tốc độ trung bình 65 km/h. Vị trí thứ ba là Venezuela với 31 phút bắn hạ 3 trên 5 mục tiêu, tốc độ trung bình 64 km/h. Syria về cuối bảng với 37 phút 02 giây, bắn hạ 4 trên 5 mục tiêu, tốc độ trung bình 70 km/h. Với một ngày thi đấu xuất sắc, thiết lập được kỷ lục mới cho mình, đội tuyển xe tăng Việt Nam tạm thời xếp thứ hai. Ngày thi đấu tiếp theo sẽ diễn ra vào 14 giờ chiều ngày 26 tháng 8. Các bạn thân mến, các bạn nghĩ sao về kết quả mà Việt Nam chúng ta đã đạt được tại cuộc thi xe tăng hành tiến trong khuôn khổ hội thao quân sự quốc tế Army Game 2022? Những thành tích đáng để tự hào đúng không nào? Comment ngay dưới video này để chia sẻ về suy nghĩ của mình nhé!
Nếu các bạn thấy chưa thực sự thuyết phục, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu thêm thông tin để thấy rằng kết quả đó thực sự là một hành trình vươn lên không ngừng nghỉ của Quân đội Nhân dân Việt Nam nói chung, cũng như các chiến sĩ của đội tuyển xe tăng nói riêng. Các bạn thân mến, trong các nội dung thi đấu, xe tăng hành tiến được đưa vào thi chính thức từ năm 2015. Từ đó tới nay thì nội dung này vẫn luôn là một phần thi được nhiều người mong chờ nhất bởi sự kịch tính cùng với những pha xử lý vô cùng mãn nhãn dành tới cho người xem. Tại Army Game 2022, 20 đội dự thi nội dung xe tăng hành tiến sẽ được chia vào hai bảng, trong đó bảng 1 dành cho các đội mạnh hơn, có kinh nghiệm và truyền thống sử dụng xe tăng T-72. Bảng số 2 sẽ dành cho nhóm dưới, các đội sẽ tham gia thi đấu giai đoạn 1, tức là vòng loại có tên là vòng đua riêng lẻ, nhằm chọn ra các đội có thành tích tốt hơn đi vào vòng bán kết, vòng đua tiếp sức. Sau đó, những đội xuất sắc chiến thắng sẽ bước tiếp vào vòng chung kết với phương thức thi đấu tương tự. Việt Nam ta hiện đang thi đấu ở bảng 1 với 11 đội tuyển khác, gồm Serbia, Azerbaijan, Belarus, Kazakhstan, Nga, Uzbekistan, Trung Quốc, Mông Cổ, Belarus, Venezuela. Để có mặt trong bảng đấu này là cả một quá trình nỗ lực dài hơi của đội tuyển xe tăng Việt Nam. Cụ thể thì Việt Nam bắt đầu tham gia nội dung thi đấu xe tăng hành tiến từ năm 2018, 3 năm với 3 lần tham dự hội thao quân sự quốc tế. Với tâm thế quyết tâm vượt qua khó khăn, đội tuyển xe tăng Việt Nam đã dần khẳng định được vị thế của mình trên đấu trường với những thành tích xuất sắc. Và năm 2018, lần đầu tiên đội tuyển tham dự nội dung này với kiến thức về cuộc thi gần như là con số 0 tròn trĩnh. Trước thời điểm chính thức thi đấu 3 tháng, các chiến sĩ được tập trung để học về quy chế cũng như thể lệ do nước chủ nhà Nga cung cấp. Điều khó khăn nhất đối với các chiến sĽ đó là phải sử dụng loại xe tăng T-72B3, khác hoàn toàn với những loại xe mà đội được huấn luyện tại Việt Nam. Nơi thi đấu mênh mông, rộng lớn, trước rất nhiều những bất lợi, cả ban huấn luyện và đội tuyển đã phải tận dụng từng chút một thời gian, cơ hội để làm quen với vũ khí, trang bị, với thời tiết nơi đây và thao trường thi đấu một cách tỉ mỉ. Trong khoảng thời gian 3 ngày ngắn ngủi, việc làm chủ được hoàn toàn trang bị mới thi đấu với những đội tuyển đầy kinh nghiệm là điều không hề dễ dàng. Năm ấy, Việt Nam đã đạt kết quả 17 trên 23 đội thi tham dự giải đấu. Thế nhưng chỉ sau một năm, tại Army Game 2019, Việt Nam đã giành vị trí thứ 3 ở bảng 2 và tới kỳ hội thao năm 2020 thì xuất sắc giành chức vô địch ở bảng 2, làm nức lòng người dân cả nước. Và cũng chính kết quả trên đã giúp đội tuyển xe tăng Việt Nam chính thức được lên thi đấu tại bảng 1 nội dung thi đấu này. Đáng chú ý, trong bảng thi đấu này sẽ có sự tham gia của đội tuyển Trung Quốc và liệu rằng kết quả sẽ như thế nào nếu như Việt Nam ta gặp đội tuyển này. Trong khuôn khổ cuộc thi, các đội dự thi sẽ sử dụng phương tiện thi đấu là xe tăng phiên bản nâng cấp T-72B3 do nước chủ nhà cho mượn, ngoại trừ hai quốc gia là Trung Quốc và Belarus chủ động mang xe tăng từ trong nước tới. Được biết, Trung Quốc sẽ mang theo xe tăng T-96B tới để tham dự cuộc thi này. T-96B do chính quốc gia này thiết kế và chế tạo, với khối lượng 43 tấn, chiều dài 10,2m, chiều rộng 3,4m và cao 2,3m, xe sử dụng pháo chính 125mm nòng trơn, có khả năng bắn tên lửa chống tăng qua nòng cùng với một số súng máy phòng không 12,7mm đặt trên nóc tháp pháo và một súng máy đồng trục pháo chính cỡ nòng 7,62mm. Nó được đánh giá là có kỹ năng chiến thuật tương tự với xe tăng T-72B3 của Nga nên đã được nước chủ nhà đồng ý cho đội tuyển Trung Quốc tự mang khí tài sang thi đấu. Đây đối với Trung Quốc không chỉ là một cuộc thi, mà đó còn là cơ hội để quốc gia này khoe mẽ với các nước trên thế giới về uy lực của những vũ khí trang bị do chính quốc gia mình sản xuất. Chia sẻ thêm về kết quả của Trung Quốc trong quá trình tham gia nội dung thi đấu xe tăng hành tiến, phải thừa nhận rằng Trung Quốc là một trong những quốc gia được đánh giá cao tại đấu trường này khi nhiều năm liền nằm trong top những nước có thành tích xuất sắc nhất, được xếp hạng vào những quốc gia đáng gờm của mùa giải. Cụ thể, vào năm 2018, Trung Quốc là một trong 4 đội đứng đầu cùng với Nga, Belarus và Kazakhstan. Tuy nhiên, đến năm 2019, quốc gia này đã gây thất vọng khi có màn trình diễn không như ý. Kết quả là để vụt mất chiếc vé để bước vào vòng chung kết. Đến năm 2020, một lần nữa Trung Quốc đã khẳng định lại về vị thế của mình trên đấu trường này, khi xuất sắc lọt vào top 4 đội có thành tích xuất sắc nhất bao gồm Azerbaijan, Belarus và Nga. Ngay từ khi bắt đầu thì thế trận đã tương đối rõ ràng khi mà hai đội tăng Nga và Trung Quốc liên tục cạnh tranh nhau ở vị trí dẫn đầu, bỏ xa hai đội Belarus và Azerbaijan. Kết quả chung cuộc,
đội tăng Nga đã giành được chiến thắng sát nút với tổng thời gian là 1 giờ 28 phút 50 giây, bắn hạ 21 trên 24 bia. Trung Quốc đứng ở vị trí thứ hai chung cuộc với thành tích 1 giờ 29 phút 29 giây, bắn hạ 23 trên 24 bia. Với những thông tin trên, chúng ta có thể thấy được rằng Trung Quốc cũng không phải là một đối thủ dễ chơi trên đấu trường này khi mà tuyển thủ của họ được sử dụng xe tăng lợi thế của mình. Đó đã là một yếu tố được cho là thuận lợi hơn rất nhiều so với đội tuyển Việt Nam rồi. Thế nhưng tại sao chúng ta lại không thể trao niềm tin phải không? Các chiến sĩ trong đội tuyển xe tăng Việt Nam cũng đâu phải là một lực lượng dễ chơi. Chỉ với 3 năm, từ con số 0 chuẩn chỉnh, Việt Nam đã bước vào nhóm số 1 một cách đường hoàng và đầy vinh quang. Đó là cơ sở để chúng ta tin vào họ, những người lính bộ đội Cụ Hồ nhạy bén, thông minh và cực kỳ bền chí. Dù không được sử dụng xe tăng đúng sở trường của mình, dù chưa có quá nhiều kinh nghiệm tham gia chiến đấu trường này, nhưng chúng mình tin đội tuyển Việt Nam sẽ thi đấu hết mình, cố gắng đem vinh quang về cho đất nước. Hơn thế nữa, nếu vượt qua được Trung Quốc, giành phần thắng, thì quả thực đây sẽ là một dấu mốc đáng nhớ và đầy tự hào. Một quốc gia với đầy những bất lợi nhưng vẫn vững chí bền lòng mang tên Việt Nam. Quốc gia còn lại Trung Quốc với nhiều lợi thế, từ việc được sử dụng chiếc xe tăng chủ lực của chính mình cho đến số 5 kinh nghiệm tham gia nội dung này. Các bạn thân mến, với những gì mà Việt Nam ta đã và đang làm được, các bạn có cảm thấy đáng tự hào không ạ? Một quốc gia tuy nhỏ bé nhưng tinh thần và ý chí thì luôn cao ngút trời, luôn mang quyết tâm sự nỗ lực để mang về thành tích tốt nhất cho quốc gia, làm rạng danh dân tộc. Chúng ta hãy cùng niềm tin, cùng hy vọng và chúc cho đội tuyển xe tăng Việt Nam sẽ giành chiến thắng trước quốc gia Trung Quốc ngang ngược và đầy thủ đoạn này để khẳng định cho họ biết Việt Nam là một quốc gia như thế nào. Đến đây thì thời lượng của video cũng đã hết rồi. Bình luận ngay dưới video này để chia sẻ suy nghĩ của các bạn nhé. Đồng thời nếu thấy nội dung thông tin hấp dẫn, hãy cho chúng mình một lượt like, share và subscribe để ủng hộ cho kênh nhé. Xin chào và hẹn gặp lại! Những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin thời sự tổng hợp ngày hôm nay. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật những thông tin mới nhất trong những bản tin tiếp theo. Quý vị hãy đăng ký kênh Tin Mới để theo dõi. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.